Được bao bọc bởi 20 con sông, thủ đô Hà Nội mệnh danh là thành phố trong sông. Với hơn 1.000 năm lịch sử, Hà Nội sở hữu hệ thống di sản dày đặc, kết cấu hạ tầng văn hóa phong phú và mạng lưới gồm 1.350 làng nghề thủ công. Nhờ đó, Hà Nội đã và đang trở thành nơi nuôi dưỡng, hội tụ và thúc đẩy sự sáng tạo trên mọi phương diện. Thiết kế sáng tạo có mặt ở mọi ngõ phố và trong các công trình đô thị. Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt là một công trình tiêu biểu cho sáng tạo mới về kiến trúc của thủ đô Hà Nội. Nằm tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, công trình không chỉ là điểm đến hấp dẫn du khách bởi lối kiến trúc độc đáo mà còn bởi giá trị kết nối cộng đồng, quảng bá văn hóa truyền thống làng nghề thủ công tới công chúng Việt Nam và quốc tế. Trên diện tích 3.300 m², trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt gây ấn tượng bởi sự phá cách trong thiết kế và xây dựng. Công trình gồm 7 khối kiến trúc được mô phỏng theo bàn xoay và lò bầu gốm cổ, vốn là đặc trưng của làng nghề Bát Tràng đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Cái quá trình thực hiện thì nó cũng vô cùng gian khó. Bởi vì là cái bàn xoay này để vuốt lên cái sản phẩm này trong cái kiến trúc ấy thì không phải dễ một tí nào. Và chúng tôi mất đi hàng năm trời để tìm giải pháp. 7 cái sàn xoay đó kết nối với nhau để ra được một cái lò bầu cổ cách điệu trong cái không gian kiến trúc rất đặc biệt này. Chúng tôi rất mừng là chúng tôi đã kể được câu chuyện nghề trong kiến trúc. Được xây dựng trong suốt 4 năm, công trình là thành quả của trí tuệ, kết tinh của những sáng tạo tinh hoa tập thể, cùng tâm huyết và nỗ lực hiện thực hóa ý tưởng của kiến trúc sư và nhà đầu tư công trình. Để chuẩn bị cho cái công trình này thì trước đó 3 năm tôi đã phải dựng lên trên 10.000 m² và xây một cái lò bầu, 5 bầu lò ở tại đằng sau nhà máy của tôi tại Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh để chúng tôi lựa chọn cái chất đất sét tốt nhất của phía Bắc Việt Nam này, cái dẻo đất từ Đông Triều chạy xuống đến giếng đáy. Và chúng tôi đã cùng nhau thử nghiệm những cái bài phối, cái kỹ thuật làm gạch cổ Bát Tràng. Trải qua nhiều thất bại và đến bây giờ thì chúng tôi đã cùng nhau thành công để phục chế lại cái dòng gạch cổ Bát Tràng của ông cha tổ nghiệp. Và chúng tôi mang cái gạch sản xuất đó mang về để lát, để xây trên cái công trình này, để vinh danh tổ tiên của mình. Trái tim của công trình là không gian bảo tàng gốm xưa và nay. Đây là nơi giới thiệu tới công chúng về lịch sử giàu bản sắc của làng nghề, quy tụ và trưng bày những sản phẩm gốm tinh hoa nhất của người dân Bát Tràng. Nơi đây nó sẽ là kể câu chuyện về 1.000 năm hình thành làng nghề Bát Tràng, cũng như là câu chuyện của 19 dòng họ gốc của Bát Tràng đến đây và lập nghiệp thành công ở đây. Và nó cũng là cái câu chuyện của cái người sáng lập, đó là cô Hà Thị Vinh. Cô cũng muốn đóng góp cũng như là cống hiến tất cả những cái thành quả của cuộc đời của mình lại để cho thế hệ sau, thông qua cái việc là dàn dựng và xây dựng lại cái mô hình bảo tàng gốm. Và đấy là cái trái tim. Và xung quanh đó là những cái hoạt động vệ tinh, từ hoạt động nghệ thuật đương đại cho đến hoạt động trải nghiệm gốm, cho đến hoạt động tinh hoa của các làng nghề của Hà Nội, cho đến các hoạt động về trải nghiệm du lịch thì đều được xoay quanh cái trái tim, đó là bảo tàng nghề gốm Bát Tràng. Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt được xây dựng dựa trên giá trị văn hóa làng nghề và định hướng phát triển thành doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận. Do đó, bên cạnh không gian triển lãm, công trình còn tập trung phát triển các khu chức năng dành cho hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, biểu diễn nghệ thuật. Và kết nối du khách tìm hiểu về nghề gốm truyền thống Bát Tràng. Với mô hình hoạt động như một học viện mở, tại đây, các nghệ nhân, người làm nghề và người yêu gốm được giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Doanh nghiệp có gian hàng sẽ gia tăng cơ hội gặp gỡ khách hàng và cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Mình có một không gian này thì ngoài hướng sản phẩm để đến với thị trường thì nó là nơi mà để cho mình có thể thường xuyên giao lưu với các bạn bè, anh em làm nghề trong làng. Cực kỳ may mắn cho những người làm gốm như mình có thể đưa sản phẩm tiếp cận với khách hàng, và đấy là một con đường nhanh nhất
để mình nhận được phản hồi của khách hàng. Với sáng tạo độc đáo trong kiến trúc công trình, luôn không ngừng sáng tạo, đổi mới trong cách vận hành và tổ chức hoạt động, Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt đã kết nối thành công giới trẻ bước đầu tìm hiểu về nghề truyền thống một cách tự nhiên. Dù mới đưa vào hoạt động thử nghiệm, nhưng theo ước tính, mỗi tháng công trình thu hút gần 20.000 lượt khách tham quan, trong đó có tới 70% là giới trẻ. Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt thì cũng là một cái tổ hợp nằm trong thủ đô Hà Nội, mà Hà Nội thì là một trong những thành phố gọi là sáng tạo vì hòa bình. Đấy, thì chúng tôi cũng dựa trên cái triết lý đấy để chúng tôi cũng hướng tới những cái giá trị gọi là phát huy những cái sáng tạo dựa trên nền tảng truyền thống và cũng hướng tới cộng đồng. Từ cái mô hình này ấy, thì nó cũng sẽ gợi mở ra một cái hướng đi mới, đặc biệt là cho các cái làng nghề, cho các chủ đầu tư là quay về khai thác cái truyền thống, làm mới cái truyền thống. Luôn luôn phải đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo nó là một chặng đường đi liên tục đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp. Bát Tràng là một trong làng nghề văn minh, một làng nghề phát triển không ngừng và chưa bao giờ tắt lửa lò cho suốt một chiều dài lịch sử. Chúng tôi muốn rằng các mắt xích trong các cái đời của các dòng họ của chúng tôi sẽ không bị đứt gãy bởi một truyền thống rất tuyệt vời của tổ tiên chúng tôi. Và chỉ có con đường đó thì nghề của làng sẽ phát triển không ngừng. Và không phải Bát Tràng sẽ là một viên kim cương ở trong đất nước Việt Nam này, và Bát Tràng sẽ được lan tỏa và thương hiệu của Bát Tràng sẽ tỏa sáng trên thị trường thế giới.